Nơi này là Vân Hà Phong, thiếp thân sẽ không làm hại đến ngươi đâu. Ta là trưởng lão Hoa Lạc Phi của đạo Vân Phong. Ngươi là sở hưu nhỉ. Hà, kỳ quái, trong cơ thể người này sao lại có tử ấn? Chẳng lẽ là, thái tố tử đổi sang một cơ thể khác tới gặp mình? Thật thú vị, sở hưu ra mắt Hoa trưởng lão, không biết Hoa trưởng lão ở đây. Ta đến Vân Hà Phong có chút việc, sau khi làm, làm xong việc đi vòng quanh, tình cờ nhìn thấy ngươi đang tu luyện ở đây nên không làm phiền nữa. Ngươi khắc khổ tu luyện như vậy là muốn vào hoang yêu bí cảnh sao? Ừm, hoang yêu bí cảnh có rất nhiều cơ duyên, nhưng hoàn cảnh hung hiểm, nếu muốn nắm chắc kỳ ngộ trong đó, cần phải chăm chỉ tu luyện. Hoa trưởng lão, đệ tử tò mò một chuyện. Không biết có thể lĩnh giáo người một chút hay không? Ừm, cứ nói đi. Trước thời đại đế lạc, cách 10 vạn năm một thời đại chỉ xuất hiện một vị nhân tộc đại đế hoặc là yêu đế, man đế. Giữa nhân tộc và yêu man, từ trước hoàng cổ, đánh đến thời đế lạc. Nhưng vì sao khi nhân tộc xuất hiện đại đế, không triệt để diệt trừ yêu man? Lúc yêu đạo xuất hiện đại đế, sao lại không triệt để diệt trừ nhân tộc? Đây là vấn đề thắc mắc từ sau khi đến thiên khung đại lục này. Hôm nay vừa hay gặp được Thái Tố Tử, có lẽ cô ta biết được bí ẩn trong đó giữa đại đế và yêu đế man đế dường như có sự ăn ý nào đó cho dù một bên có đại đế xuất thế có thể chèn ép nhưng không thể lấy sức mạnh của đại đế để diệt trừ đối phương về phần tại sao lại như vậy không ai biết được nghe nói lúc trở thành đại đế sẽ biết được một vài bí ẩn liên quan đến thiên khung đại lục và tinh không này trên đời này vẫn còn tồn tại mạnh hơn đại đế sao không ai biết trên đại đế còn có đường hay không từ trước thời đại hoang cổ rồi đến thời đại đế lạc bây giờ, mảnh tinh không này tổng cộng đã xuất hiện 17 tôn đại đế. Nhưng cuối cùng bọn họ tất cả đều tọa hóa, không còn tung tích của họ trên thế giới. Có thể trở thành đại đế, đều là như người kinh tài tuyệt diễm. Vậy vì sao bọn họ không đi ra một bước kia? Là con đường phía trước bị đứt? Hay là không còn con đường phía trước để đi? Điều đó đáng để chúng ta suy nghĩ. Chúng ta lại đang thảo luận vấn đề tu luyện của đại đế, không khỏi quá mức mơ mộng xa vời rồi hoa tỷ 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 chuẩn bị về sao ừm quay về đây ngươi chăm chỉ tu luyện đi hoa tỷ tỷ chúng ta còn cơ hội gặp mặt không đợi ngươi đi ra từ hoang yêu bí cảnh rồi sẽ gặp lại được vậy sau khi ta trở về sẽ ở đây chờ tỷ tỷ được khặc khặc túc chủ đúng thật là xấu xa quá tồi tu luyện hành tự bí quá hao tổn tâm lực chi bằng tìm sư tôn xin một ít tài nguyên tu luyện Lạc Mộng Điệp động phủ. Cô cô, cô nhất định phải giúp con, nếu không sẽ thật sự không kịp nữa mất. Cô là sư tôn của sở hưu, chỉ cần cô vừa mở miệng, tìm hắn muốn đại đế ngân xa, hắn nhất định sẽ cho cô. Ồ, Minh Nhi, không phải cô cô không giúp ngươi. Cho dù bổn tọa là sư tôn của sở hưu, cũng không có đạo lý vô duyên vô cớ đòi đồ của hắn như vậy. Vẫn luôn bám lấy tiêu nhiên sư muội còn tưởng rằng lợi hại biết bao, xem ra chỉ là tên vô dụng. Nếu cháu trai lớn này của mình muốn đại đế ngân xa như vậy, chi bằng lừa hắn một khoản. Minh Nhi ngươi muốn đại đế ngân xa sao? Sở hưu ngươi đến rồi, đại đế ngân xa vẫn còn ở trong tay ngươi chứ? Ừm, vẫn còn ở trong tay ta, mấy ngày nay ta vẫn luôn bế quan không gặp được tiêu nhiên sư muội, đang còn muốn tìm thời cơ giao cho muội ấy. Thật tốt quá, có thể nhường đại đế ngân xa cho ta không? ta sẽ đưa nó cho cô ấy thay ngươi. thứ này là ta vất vả lấy được từ trong biển lửa vô tận. nếu mình mua lại đại đế ngân sa, thì sẽ trở thành người duy nhất sở hữu vật này của cả thiên khung đại lục. đến lúc đó, sở tiêu nhiên vì cứu mẹ cô ta, đành phải cầu xin mình. sở hưu ngươi ra giá đi, một triệu nguyên thạch thượng phẩm thì sao? thành giao, sở hưu, ngươi đúng là một người tốt. vốn tưởng rằng hắn sẽ mượn chuyện này kiếm một khoản từ mình không nghĩ tới hắn lại thượng đạo như thế. Ngươi là cháu của sư tôn, đương nhiên cũng là. Ừm, người thân của ta mà. Ừm, người thân. Minh Nhi, ta còn một ít, ngươi vẫn cần chứ. Không bằng bán hết cho ngươi theo giá này nhé. Còn bao nhiêu nữa? Mình nhất định phải chiếm hết đại đế ngân xa, nếu không sẽ không thể nào uy hiếp sở tiêu nhiên. Không nhiều không nhiều, cũng chỉ có chút này mà thôi. Đây mà là một ít mua hay không mua nói một lời không mua ta sẽ cất đi à nha. sở hữu đây là lừa dối trắng trợn ngươi cũng không quản hắn được rồi đại đế ngân xa ngươi cũng lấy được rồi ngươi về đi a à, nghịch đồ ngươi lừa hắn làm gì lừa cái gì mà lừa rõ ràng là giao dịch hai bên tình nguyện mà còn nữa vừa nãy người gọi ta là gì nghịch đồ cái gì mà nghịch đồ gọi ca ca chật chật, thân hình sư tôn hình như có vẻ đầy đà hơn nửa tháng trước rồi, có phải béo lên hay không? Sư tôn, nhanh để đồ nhi giúp người kiểm tra cơ thể một chút. Cút! Bổn tọa không có béo, ngươi cút đi. Đúng rồi, món lần trước đồ nhi bảo người làm, sư tôn đã làm xong chưa? Trong tầm cung, ngươi tránh ra, ta đi lấy cho ngươi. Phòng ngủ của Lạc Mộng Diệp Sư tôn, thứ ta muốn đâu? thứ ngươi muốn, đều ở đây. Không hổ là sư tôn, nghệ nhân lão luyện. Kim quang thạch của vạn thọ sơn chẳng những có thể phát sáng, còn có thể phát nhiệt. Sư tôn, có thứ này rồi, ta mát xa huyệt vị dưới chân cho người, nhất định rất có ích cho hồi phục tu vi của người. Nghịch đồ, ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Sư tôn, ngươi đúng là một bảo bối ba ngàn năm tuổi. Nghịch đồ ngươi, thì ra, Ngươi bắt ta làm cái này là để bắt nạt ta đúng không? Ồ, sư tôn muốn thế nào? Bổn tọa lỡ lời rồi. Tập truyện đến đây là hết mất rồi, mọi người nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chung thông báo để khi nhóm ra tập mới, mọi người sẽ nhận được thông báo sớm nhất nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí dịch truyện thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.